xin chào các bạn đã đến với kênh Nhất Huy Mobile và mình là Như Lê. Nếu các bạn mới biết đến kênh thì hãy xem thử qua video, nếu thấy đúng, thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Và sắp đến Tết rồi, team Nhất Huy Mobile xin chúc người người nhà nhà luôn được ấm no hạnh phúc. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nhắc đến 3 chiếc điện thoại đến từ Samsung phù hợp và đáng mua cho các bậc phụ huynh trong dịp Tết lần này. Đầu tiên phải nhắc đến con Galaxy A33, ghi điểm với mức giá rẻ mà cấu hình lại khá là ngon. Chạy trên chip Exynos 1280 và hệ điều hành Android 12. Thì tại Đức Huy Mobile đang có sẵn hai phiên bản RAM là 6GB và 8GB. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình với tần số quét là 90Hz, tấm nền Super AMOLED 6.4 inch, cho màu sắc rực rỡ và chân thực. Một điểm cộng nữa, Galaxy A33 sở hữu 4 camera với cảm biến chính là 48MP, hứa hẹn trải nghiệm chụp ảnh, quay phim, sắc nét và chi tiết. Chỉ hơn 5 triệu đồng thì chiếc điện thoại này khá là hợp lý. Nhưng mà đã nhắc tới Galaxy A33 thì làm sao thiếu được con Galaxy A53, gửi anh em xin đôi. Samsung Galaxy A53 sở hữu cấu hình ổn định hơn với con chip Exynos 1200, hoạt động trên hệ điều hành Android 12. Một điểm nâng cấp so với Galaxy A33 chính là tần số quét. Với tần số quét 120Hz cho trải nghiệm vuốt chạm được mượt mà hơn. Không chỉ vậy, con máy này cũng trang bị màn hình Super AMOLED với độ sáng là 800 nit, kích thước 6.5 inch. Máy cũng được trang bị 4 camera sau với cảm biến chính lên đến 64MP, pin là 5000mAh, có hỗ trợ mở khóa khuôn mặt và mở khóa vân tay trong màn hình. Và cuối cùng là chiếc Samsung Galaxy A73 thuộc phân khúc cận cao cấp, tốt nhất của nhà Samsung tính tới thời điểm hiện tại. Một chiếc điện thoại phải nói là đáng giá và đẹp toàn diện. Cấu hình mạnh mẽ với con chip Snapdragon 778 5G, cũng hoạt động trên hệ điều hành Android 12. Samsung Galaxy A73 ghi điểm với kích thước màn hình siêu lớn 6.7 inch, đi kèm với đó là màn hình Super AMOLED cộng 120Hz. Không thể thiếu hệ thống camera cực kỳ chất lượng với độ phân giải lên đến 108MP, hứa hẹn những bức ảnh chân thực và sắc nét nhất. Ngoài ra, Samsung Galaxy A73 còn sở hữu viên pin có dung lượng là 5000mAh, không nhiều cũng không ít, đủ để trải nghiệm trong một ngày dài. Tóm lại, Samsung Galaxy A73 là một chiếc điện thoại vô cùng hợp lý dành cho người lớn tuổi, bởi vì màn hình siêu lớn, tấm nền chất lượng, pin ổn định, thiết kế đẹp, và quan trọng đây là chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung, chân ái của các bậc phụ huynh. Và cuối cùng, Samsung Galaxy A33, A73 và A53 bên mình đang có mức giá vô cùng tốt, hàng chính hãng, nguyên siêu mới 100%, bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất, ship có toàn quốc và đặc biệt hỗ trợ lãi suất 0%, nhận máy ngay trong ngày. Nếu bạn nào đang quan tâm những dòng điện thoại như là iPhone, Samsung, Xiaomi hay Oppo thì mình đã để link ở dưới phần mô tả. Và cảm ơn bạn đã like và là subscribe cho kênh. Và mình là Như Lê. Tạm biệt và hẹn gặp lại.